Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm về cái chủ đề là trồng bí hồ lô nha các bạn, cũng như là sẽ chia sẻ cũng như là trả lời câu hỏi mà cho những bạn đã bình luận trong kênh mình vào những cái video trước ha. Thì trong video này thì mình sẽ nói về cái thuốc dưỡng trái trên bí hồ lô nha các bạn. Vì cũng có là một bạn hỏi mình là có cái thuốc dưỡng nào mà khi mà mình xịt dưỡng vào trái bí thì bữa sau thì nó sẽ phát triển nó rõ rệt luôn, cũng như là cái giá thành nó rẻ. Thì ở đây là mình nói là có nha các bạn ha. Thì như mình các bạn thì ở đây thì mình chỉ sử dụng là cái phân vi lượng để mình bón thúc cho nó, cũng như là mình xịt dưỡng cái Atonit thôi, là trái bí của mình nó đã là phát triển to và đẹp rồi. Còn nếu như mà các bạn mà muốn sử dụng mà cái thuốc tăng trưởng, mà thuốc dưỡng mà tăng trưởng nhanh á, thì ở đây thì ở trên thị trường nó bán cũng rất là nhiều luôn nha các bạn ha. Thì các bạn có thể là sử dụng bất cứ cái loại nào, nhưng mà ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái loại thuốc ha, đó là phân bón lá vi lượng Kamat nha các bạn. Cái này là mình mua nó về là nó dạng nước, và cái giá của cái chai này các bạn, thì nếu như mà bạn mua ở tiệm vật tư nông nghiệp á, là nó khoảng đâu là 54.000 nha mọi người ha, và mình sẽ xịt được là 2 cử. Cái chai Kamat này là cái liều lượng của nó là 100 ml, mà mỗi lần xịt như vậy là mình sẽ dùng là 50 ml cho bình là 25 lít nước nha các bạn ha, và mình xịt trong vòng nó là 2 cử. Thì nhưng mà đối với bí này thì bạn chỉ xịt vào là 1 cử là đủ rồi. Ví dụ như là buổi chiều mình xịt đi là buổi sáng mai là mình thấy nó cái độ phát triển nó rất là rõ rệt luôn. Nhưng mà ở đây thì mình xin tiếp thị cho các bạn một cái chỗ mua mà giá nó rẻ hơn ha. Nó chỉ có 32.000 thôi, đó là sàn thương mại điện tử Shopee ha. Ở trên sàn thương mại điện tử này thì mình có để một cái đường link tiếp thị ở dưới cái đường mô tả của mình đó, cái đường link màu xanh xanh đó. Thì các bạn mở vào, các bạn sẽ thấy một cái đường link xanh xanh, các bạn nhấp vào ha. Thì nó sẽ ra một cái chai thuốc là Kamat luôn cho các bạn tiện theo dõi. Chứ ở đây là mình sẽ không có chèn cái chai thuốc ở trên màn hình các bạn. Thì mình quay xong rồi mình up lên luôn. Còn các bạn nào mà muốn xem được cái chai thuốc đó thì các bạn hãy nhấp vào cái đường link xanh xanh ha. Thì nó hiển thị lên là cái chai thuốc là Kamat ha. Cái này là phân bón lá vi lượng Kamat. Nó bổ sung cái dinh dưỡng cũng như là cái vi lượng cho cái trái bí của mình ha. Và cái thời gian xịt là mình sẽ xịt vào cái buổi chiều nha các bạn. Và khi bí của mình là nó tầm cỡ này nha, thì cái lý do mà mình quay cái trái bí hồi nãy giờ nhỏ nhỏ là mình chỉ xịt ở cái giai đoạn bí nó khoảng tầm này nha các bạn ha. Nó nhỏ nhỏ cỡ này thôi là mình xịt nha, chứ mình đừng để nó bự quá mình xịt, nó phí thuốc lắm. Tại vì cái thời gian đó là bí của mình là nó đã hút được những cái dinh dưỡng từ gốc rồi nó. Thì để mình quay cho các bạn xem về cái trái bí bự mà mình không nên xịt ha, mà mình nên xịt những cái trái bí nhỏ nhỏ cỡ này ha. Đây các bạn, thì đây là cái trái bí của mình là nó đã được phát triển rồi nè. Cái này là nó cũng đã được là tầm đâu khoảng đâu là 5 lạng rồi nha các bạn. Thì cỡ này là mình không nên xịt dưỡng chi đâu, mình chỉ bón phân định kỳ theo cho nó là được. Mình có thể bón là cái phân là 20-15 cộng với hàng canxi bo ha, liều lượng là 73. Là cỡ này là mình để cho nó phát triển rồi, đồng thời là mình sẽ bấm ngọn cho nó ha, bấm cái tim ngọn cho nó. Ở đây mình cũng đã xử lý rồi, tim ngọn là mình đã bấm rồi hết rồi. Và bí của mình hiện tại là cũng đang phát triển cũng tương đối là được nha các bạn ha. Cái số lượng trái ở trên bí của mình thì nó cũng tương đối được, là một giây là mình chỉ lấy được là 3 trái thôi. Tại vì mấy mốt mình lấy cái trái bí này các bạn, là mình lấy nó dạng to, nó khoảng đâu 1 ký. Khi mà mình có thể là mình phân biệt cái trái bí của mình nó có già hay không già các bạn. Khi mà nó già các bạn thì nó sẽ đổi sang cái màu mà xám xám các bạn, xám xám vàng vàng á. Còn nếu mà xanh xanh như thế này á, là nó chưa có to ha, là nó còn rất là non luôn nè. Bí của mình là ở đây là nó khoảng được là 5 lạng rồi. Mình giờ chỉ việc là mình đi cái phân 20-15 thôi. Còn nếu như có tiền nữa thì chúng ta có thể là kết hợp với canxi bo, hoặc là các bạn có thể là sử dụng là 16-8, cũng có thể là các bạn bón cho nó nha, hoặc là 30-10-10. Thì đó là những cái dòng phân là tương đối là cơ bản là được nha các bạn ha. Thì nó cũng không có quá đạm cao mấy. Đó thì đây mình chia sẻ cho các bạn ha. Thì đối với mà bí mà xịt dưỡng thì anh em là nên để cái trái mà nó khoảng đâu là 1 lạng là anh em có thể là anh em xịt dưỡng cho nó nha. Thì đây là cái trái bí khác của mình nha các bạn ha. Cái trái bí này thì nó cũng có bị ruồi vàng nó đục quả nè, nhưng mà hơn cái là nó không có bị thúi nè. Các bạn thấy không, bị sâu chỗ này nè, đục chỗ này nó cớp vô luôn. Thì đối với mà cái ruồi vàng mà nó chích quả các bạn, thì ở đây thì mình xin chia sẻ lại cho những cái người bạn nào mà mới đăng ký mới của mình ha. Thì các bạn có thể sử dụng cái thuốc là Alpha Cua ha,
Và cái liều lượng mà mình xịt thì tầm khoảng đâu là 25 đến 30 cc cho bình là 18 lít nước ha, là nó đã chết rồi ở trên cái con ruồi vàng chích trái ha. Và mình xịt vào cái thời gian là buổi chiều nha, và chúng ta hạn chế là không xịt vào cái buổi sáng ha. Mình có những cái video chi tiết về cái vấn đề là xịt thuốc luôn các bạn, tại vì trước đó thì cũng có một số bạn là hỏi mình á, thì mình cũng làm video mình rep hết cho các bạn ha. Đó, thì có thì bạn nào mà đang xem kênh của mình á thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, cũng như là các bạn có những cái câu hỏi nào mà liên quan về chủ đề trồng bí hoặc về mướp rồi bí đao rồi bắp tay cà pháo thì các bạn có thể là hỏi mình ha, tại vì mình hay trồng những cái loại đó. Và những cái loại nào mà ví dụ như cà phê này nọ là mình thua nha các bạn ha, mình không có biết đường mình binh nha, tại vì cái đó là mình không có trồng. Cái nào mình trồng thì mình nói mình trồng nha, còn cái nào mình không có trồng thì mình không có chia sẻ được. Thì có thể là mình có thể, nếu như mà các bạn hỏi mình á thì mình có thể mình đưa cái câu hỏi của bạn vào nhóm, tại vì mình có một cái nhóm chuyên về cây trồng, là chuyên về trồng bí hồ lô luôn các bạn. Thì các bạn mà hỏi mà khó quá thì mình xin phép là mình đưa cái câu hỏi này vào nhóm của mình, rồi sau đó thì mình sẽ làm clip mình trả lời cho các bạn nha. Nó thì bạn nào mà muốn tham gia cái nhóm của mình á thì mình cũng có để nhóm ha, và nhóm này là thuộc của Facebook nha. Thì các bạn có phải là vào mà tham gia ha. Thì trong đây thì có rất là nhiều anh chị em là trồng bí rất là giỏi luôn. Ở đây thì mình chỉ là người chia sẻ thôi, tại vì mình kinh nghiệm của mình có tới đâu thì mình chia sẻ cho các bạn nó tới đó thôi. Đối với cái bí hồ lô này thì đối với mà những cái người bạn mới thì trồng cũng cơ bản dễ thôi các bạn. Thì mình chỉ còn trồng là cái khoảng cách của nó là 5 đến 6 tấc ha. Và cái lượng chèo của nó là mình lấy là từ 3 cho đến 4 chèo. Nhưng mà lưu ý cái lượng chèo thì các bạn nên lấy những cái chèo gốc, còn những cái chèo ngọn á, thì mình bỏ. Tại vì khi một cái dây bí của mình, khi mà mình ngắt đọt cho nó tầm khoảng đâu là 7 lá nhám, rồi mình ngắt đọt cho nó thì nó sẽ ra tầm có khi là nó ra là 6 đến 7 cái chèo lận các bạn, chứ không phải là ra nó ít chèo đâu. Thì do đó thì mình sẽ tỉa đi những cái lá chèo ngọn và mình để lại những cái lá chèo gốc, những cái tán chèo gốc. Vì những cái tán chèo gốc các bạn nó hút dinh dưỡng từ gốc á các bạn, nó rất là lẹ và cái cọng của nó rất là mập luôn. Ví dụ như cái cọng này ha, nó rất là mập luôn. Còn bạn lấy những cái chèo ngọn các bạn thì nó rất là tông và yếu ha. Đó. Thì đó là những cái chia sẻ của mình. Mình á thời gian này á thì mình đang tập trung mình chuyển sang cái chủ đề là trồng hoa Tết, nhưng mà song song đó thì mình vẫn trả lời những câu hỏi cho các bạn về cái chủ đề là trồng bí hồ lô nha. Đó. Thì các bạn cứ hỏi mình thì mình sẽ trả lời nha. Ở đây mình sẽ quay cho các bạn xem sơn cái nữa về cái bí hồ lô của mình ha. Rồi sau đó thì mình sẽ kết thúc cái video này. Ở đây mình đang mần cỏ nha các bạn, mần chưa có hết nữa. Mình đang ươm các loại giống hoa Tết. Và bí này thì cũng còn nên mình cũng ráng mình chia sẻ cho các bạn luôn. Thì bạn nào mà thấy video mình chia sẻ hay về cái thuốc dưỡng bí á thì các bạn hãy cho mình cái nút đăng ký cũng như là nút like ha, để kênh mình nó phát triển nha các bạn. Đây, bí nè. Nó thì anh em nhớ nha, bí cỡ này nè thì mình xịt dưỡng nè. Còn mà nó to quá như hồi nãy thì đừng có xịt dưỡng. Cỡ này thì mình xịt dưỡng cũng được. Bí to thì mình vẫn xịt dưỡng được nha các bạn ha. Chứ không phải là không xịt dưỡng được, nhưng mà mình sợ kiểu như là các bạn hao tiền thôi. Thì cái lọ thuốc này, Camat này các bạn, thì một lần nữa mình nói ha, thì bạn mua trên Shopee á thì nó chỉ có 32.000 thôi, là mình để link trực tiếp cho các bạn mua luôn. Còn nếu như mà các bạn mua bên ngoài á là nó tầm là 54.000. Nó thì nếu như anh em mà mua nhiều á, anh em có thể nhấp vào đường link mình mua để cho anh em tiết kiệm được cái chi phí ha. Nó còn tiền ship thì nó tầm khoảng đâu là 20.000 thôi, có thể là không tới nữa, nó tùy vào cái khu vực của các bạn. Nó thì đó là mình chia sẻ cho các bạn ha. Còn Camat thì mình một chai thuốc như vậy là mình sẽ xịt được là 2 lần, và mỗi lần như vậy là mình sẽ pha nó là 50ml trên bình 25 lít nước nha các bạn. Đó, thì này chia sẻ cho bạn vậy nha. Rồi mình xin được mến chào.